tại sao em mua gà nướng mà không mua cái khác, bởi vì gà nướng là ngon nhất ở đây. Phú Nguyên ở đây không có bán gì ngon ngoài gà nướng đó, nên em mua gà nướng về làm tất niên. Năm nay thì không còn những cuộc chơi ở trong các công ty tập đoàn lớn, ở trong câu lạc bộ Lan Anh, ở trong câu lạc bộ Tiên Cá. Năm nay em chỉ còn chơi với mấy con chó thôi. Nên nghĩ sao mà em không thể nào mà mua gà nướng làm một tiệc tất niên hoành tráng cho mấy con chó được. Những con chó sống quá có nghĩa khí. Phụ em phóng sanh 8 tháng nay, học bơi. Từ chưa biết bơi mà thành bây giờ đứa nào cũng bơi như phim hết rồi. Nên mua cho nó ăn. Không sao. Rồi cái này khô thế này. Cái đó là cái gì vậy? Nói chung em không rầm đâu. Những món đó thì cái ruột hả chị? Phải không? Có mặt đi. Mặt con đồ không muốn trả lại đi. Cho nước này vào mặt chết đi. Đứa con này nướng rồi chưa? Dạ, cái đó rồi, để em cắt luôn chưa? Dạ. Chỗ này bán đông ghê ha. Làm một cái tất niên cho nó xong luôn. Dạ. Tất niên cho những chú cún. Kết thúc năm học bơi tiên cá với Tion. Em dạy chó bơi là 6 tháng rồi. Từ tháng 8 xong rồi tụi nó đi vô rừng nó bơi, nó gặp được rái cá chung với em. Về mấy thằng rái cá con học bơi nữa. Giờ cả nhà đi bơi, cả nhà đi phóng sanh. Này bán đắt quá ha. Em làm lễ quy y luôn cho mấy con vật ở đây luôn rồi. Dạ. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Nãy giờ bà bán cả chục con rồi đó. Ai da, đắt dữ vậy ta. Tại sao người ăn thịt gà được mà em cho chó mang ăn thịt gà không được hả mọi người? Nói coi. Mọi người nói đi. Trời ơi. Dạ, người có biết bơi không ạ? Người không phải ai cũng biết bơi đâu nha. Dạ, mọi người vẫn ăn ngon thôi. Tại sao con chó của em nó khổ, nó ra đường nó ăn cứt mà em không mua được một bữa ăn cơm, một bữa ăn ngon cho nó ăn, nên đó là lý do. Mọi người coi clip này nói em cho chó ăn sang em cũng chấp nhận, bởi vì sống là phải có nghĩa khí. Mình mà không sống nghĩa thì mình sống thua con chó. Dạ.